Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống của chúng ta vẫn có một số những căn bệnh chưa được nhiều người biết đến, và một trong số đó là căn bệnh nhuyễn xương. Tuy nhiên, đây lại là một căn bệnh có khả năng ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt là với vấn đề sức khỏe. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Phạm Thế Hiện của chương trình để hiểu rõ hơn về căn bệnh này quý vị nhé. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình. Chào Tuyết Oanh, chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, là một từ khá là khó hiểu bởi vì nhuyễn xương hầu như là một căn bệnh ít được đề cập, thì không biết đây là bệnh như thế nào thưa bác sĩ? Mình phân tích cái từ này để mình nhớ lâu hơn. Dạ. Nhuyễn xương đó là cái xương nó nhuyễn. Xương nhuyễn nghĩa là sao? Là cái xương nó mềm. Dạ. Có nghĩa là cái xương nó vẫn có một cái kết cấu hình hài như vậy. Dạ. Nhưng mà nó mềm đi. Dạ. Như vậy chúng ta phải liên tưởng tới loãng xương. Dạ đúng rồi. Như vậy loãng xương với nhuyễn xương nó khác như thế nào? Dạ. Loãng xương có nghĩa là vẫn cái hình hài đó, nhưng mà cái cấu trúc bên trong nó bị thiếu chất đi. Mật độ xương nó thấp cho nên nó thấp xuống, xốp hơn. Nó xốp hơn. Dạ. Còn cái kia mật độ xương nó vẫn đầy đủ nhưng mà nó lại mềm. À. Đó, như vậy thì đó, về nhuyễn xương với loãng xương chúng ta có một cái khái niệm sơ sơ như vậy. Dạ. À, vậy thì thưa bác sĩ, không biết là dấu hiệu của căn bệnh nhuyễn xương là gì ạ? Dấu hiệu của căn bệnh nhuyễn xương nó gần gần với loãng xương, có nghĩa là nó âm thầm, nó không có biểu hiện gì cả. Nhưng mà một khi nó đã có biểu hiện rồi, chẳng hạn như là nó gãy xương, hoặc là xẹp lúng. Dạ. Hoặc là nó bị biến dạng về cấu trúc, chẳng hạn cái chân nó bị cong vòng chẳng hạn. Dạ. Đối với những đứa trẻ nó chân nó cong, càng ngày nó càng cong cong cong. Thì đó là những cái dấu hiệu biểu hiện của nhuyễn xương, và lúc đó chúng ta bắt đầu đau. Chúng ta bị lệch trục cuộc sống, chúng ta bị vẹo cuộc sống chẳng hạn. Đó là những cái dấu hiệu của nhuyễn xương. Dạ. Nhưng mà nhuyễn xương nó khác loãng xương ở chỗ là nó giống loãng xương, cũng như là triệu chứng nó âm thầm khi nó biểu hiện ra là như bác sĩ nói lúc nãy. Dạ. Nhưng mà nó khác một chỗ, đó là những biểu hiện khác ngoài cái hệ thống xương, đó là biểu hiện yếu cơ, mệt mỏi. Đó là những cái biểu hiện cho thiếu chất. Dạ. Và đó chúng ta sẽ đi vào nguyên nhân, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tại sao. Dạ, vậy thì chắc là bây giờ bác sĩ hãy phân tích rõ hơn về nguyên nhân của nhuyễn xương để cho Tuấn Anh cũng như quý vị hiểu ạ. Đa phần nguyên nhân của nhuyễn xương đó là do thiếu vitamin D. Dạ. Thiếu vitamin D nó có thể xảy ra đối với những người không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tại vì vitamin D được tổng hợp qua da, dạ, qua thận của chúng ta. Ừ. Do vậy, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ gây thiếu vitamin D. Dạ. Mà nhiệm vụ của vitamin D là gì? Đó là đưa khoáng chất làm chắc cái cấu trúc xương. Dạ. Thiếu vitamin D, xương không chắc, nó gây nhuyễn xương, nó gây mềm xương. Dạ. Nguyên nhân nữa là gì? Nguyên nhân nữa là chúng ta mắc một số bệnh về kém hấp thu. Chẳng hạn như chúng ta có phẫu thuật ở đường ruột chẳng hạn. Dạ. Là chúng ta không ăn uống kém chẳng hạn, chúng ta không hấp thu được vitamin D. Một nguyên nhân nữa đó là do những cái bệnh lý ở thận. Chúng ta có thể làm giảm đi cái việc chuyển hóa vitamin D. Dạ. Một số thuốc, một số loại thuốc mà chúng ta sử dụng, chẳng hạn như một số loại thuốc điều trị bệnh động kinh, nó có thể làm giảm rất nhiều hàm lượng vitamin D trong cơ thể của chúng ta, và vitamin D không thể đưa canxi với lại phốt pho vào trong xương được. Như vậy cấu trúc hình hài có đó nhưng mà nó mềm. Dạ. Nó nhuyễn xương. Dạ. Vậy thì thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa chia sẻ, căn bệnh này không có những triệu chứng rầm rộ ở giai đoạn đầu tiên mà chỉ xảy ra một cách rất là đột ngột, và khi đó thì khá là muộn màng rồi. Vậy thì không biết rằng chúng ta có thể điều trị hoặc có những cách gì để có thể cải thiện và giúp đỡ cho người bệnh không ạ? Đó là chúng ta hiểu rõ vai trò của vitamin D, và đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta và giới trẻ của chúng ta. Dạ. Như mình đã phân tích lúc nãy nguyên nhân tại sao vitamin D nó làm ra đưa ion canxi phốt pho vào trong cái xương của chúng ta, nó làm ngày càng chắc hơn. Dạ. Do vậy để phòng ngừa thì chúng ta phải cung cấp đầy đủ vitamin D hàng ngày của chúng ta. Đến những con số chúng ta dễ nhớ, 6, 8, 10, 600 đơn vị một ngày. Dạ. Đó là cần thiết đối với những người bình thường. Cho bác sĩ Hiển, như Oanh, những người ở tuổi trung niên dưới 70 tuổi. Dạ. Sao hơn, lớn hơn nữa, 70, 80 chúng ta sẽ nhu cầu sẽ cao hơn, đó là 800 dạ. đơn vị một ngày. Đối với những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời do một số tính chất đặc biệt, chẳng hạn như bác sĩ, người đi mổ chẳng hạn, trong phòng mổ, thì nhu cầu nó sẽ cao hơn, tới 1.000 đơn vị một ngày. Do vậy thì chúng ta phải làm sao phải bổ sung. Chúng ta phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tiếp xúc trước 8 giờ sáng. Dạ. Phơi cho da tiếp xúc với ánh nắng càng nhiều càng tốt. Tại sao trước 8 giờ sáng? Bởi vì sau 8 giờ sáng cái lượng tia cực tím nó rất nhiều. Dạ. Quá. Dạ. Nó sẽ gây ra đen da nè, nó gây ung thư da nè. Dạ. Chúng ta bổ sung qua thực phẩm hàng ngày vitamin D của chúng ta.
chúng ta bổ sung bằng cách nào thì những thực phẩm nào, những thực phẩm nào thì ví dụ như là nấm. Nấm chúng ta thấy vậy nhưng mà lượng vitamin D rất là nhiều. Tôm, hàu, dạ, và sữa. Ừ. Đó là những loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin D. Lòng đỏ trứng gà. Dạ. Và chúng ta nhớ nha, con gà mà nuôi trong gà công nghiệp á, thì cái lòng đỏ trứng gà có hàm lượng vitamin D nó thấp hơn con gà chạy thả vườn. Dạ. Con gà chạy thả vườn thì tiếp xúc với nắng mặt trời nhiều, dạ, thì lượng vitamin D trong cái lòng đỏ trứng nó nhiều gấp 3, gấp 4 lần cái con gà thả vườn, con gà nuôi công nghiệp. Do vậy thì chúng ta hiểu rõ được vai trò của vitamin D thì chúng ta sẽ tránh được cái hiện tượng nhuyễn xương. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù không phải là một tên của một căn bệnh quen thuộc, tuy nhiên nhuyễn xương cũng với những kiến thức mà chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị bổ sung thêm vào kiến thức liên quan tới y khoa của mình. Và mục tiêu lớn nhất đối với tất cả chúng ta vẫn là nhận biết sớm nếu chẳng may mắc phải để có thể điều trị một cách kịp thời và đảm bảo sức khỏe của chính chúng ta. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho bác sĩ của bạn cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.